Quay trở lại với phần tin buổi tối là một bản tin có liên quan đến Việt Nam cho biết Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trở về Huế sau hơn một tháng tịnh dưỡng ở Thái Lan. Thưa quý vị, chuyên cơ chở Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đáp xuống phi trường Phú Bài vào chiều ngày 4 tháng 1. Phía bên ngoài, rất đông tăng ni Phật tử và người dân ở Huế đã đứng chờ Thiền sư trở về từ rất sớm. Hơn một tháng tịnh dưỡng ở Thái Lan, sức khỏe Thiền sư có phần tốt lên, Ngài vẫn giao tiếp với mọi người thông qua ánh mắt và cử chỉ. Ngay sau đó, các đệ tử đã đưa thiền sư lên xe về chùa Từ Hiếu, nơi mà Ngài sẽ tiếp tục tịnh dưỡng ở Huế. Hãng thông tấn AP vào năm 2009 nhận định, với những hoạt động không ngừng nghỉ của mình trong quá khứ, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trở thành nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đức Đạt Lai Lạc Ma. Huffington Post vào cuối năm 2012 đã gọi thiền sư Thích Nhất Hạnh là con người điềm đạm nhất trên thế giới. Trong khi đó, thì Oprah Winfrey, người dẫn chương trình truyền hình Hoa Kỳ đã từng có cuộc phỏng vấn với ông năm 2009, đã ca ngợi rằng những chỉ giảng của thiền sư Thích Nhất Hạnh luôn luôn có tác dụng truyền cảm hứng cho mọi người. Mức xử vi phạm nồng độ cồn còn thấp chưa có tính răng đe. Thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 1, khi được hỏi liệu quy định mới về mức phạt đối với vi phạm nồng độ cồn khi lái xe có quá cao hay không, ông Khuất Việt Hùng là đại diện Ủy ban An toàn Giao thông nhận định, mức phạt này vẫn còn thấp hơn nhiều so với các nước khác và vẫn chưa hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Ông này cũng dẫn chứng các mức phạt cho vi phạm này ở Nhật Bản hay Anh Quốc và Singapore là khá cao. Ngoài ra, người vi phạm còn chịu phạt tù từ 6 tháng cho tới 3 năm. Kèm theo đó là tước bằng lái xe, phải chịu lao động công ích và học lại luật thì lại bằng. Nếu tái phạm, người vi phạm sẽ phải chịu mức phạt cao gấp nhiều lần và bị tăng bảo hiểm. Cũng theo ông Hùng thì hiện tại, Việt Nam chưa có hệ thống lưu lại các trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Do đó, sau khi xử phạt xong, thì hồ sơ của người vi phạm lại như mới nên tính giáo dục răng đe không cao trong thời gian tới, Việt Nam ngoài việc cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống lưu trữ này, còn cần phải bổ sung hình phạt lao động công ích và tăng mức bảo hiểm sau mỗi vi phạm để người dân ý thức hơn trong việc bảo đảm an toàn cho mình và cho người khác khi đang tham gia giao thông. Trộn rộn thị trường tiền mới lì xì nhân dịp Tết Nguyên Đán. Thưa quý vị, ghi nhận trên thị trường trong những ngày này cho thấy Dịch vụ đổi tiền mới tiền lì xì đã rất sôi động với đủ mệnh giá. Trong đó thì tiền mệnh giá 20.000 đồng được cho là rất khan hiếm, còn các mệnh giá khác muốn đổi bao nhiêu cũng có. Ngoài ra tờ hai mỹ kim may mắn hoặc những loại tiền in hình chuột cũng đang được mọi người ưa chuộng. Chỉ cần tìm kiếm trên mạng xã hội sẽ dễ dàng bắt gặp hàng loạt những quảng cáo về dịch vụ đổi tiền này. Các điểm đổi tiền cũng cho biết Do chỉ còn hơn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán nên nhu cầu đổi tiền khá cao. Bản giá đổi tiền được cập nhật theo từng ngày. Mức phí đổi tiền lẻ, tiền mới sẽ phụ thuộc vào số lượng và dao động từ 10 cho đến 15%. Liên quan đến vấn đề này, đại diện Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam cho biết, hiện vẫn chưa cung ứng nguồn tiền mới cho các ngân hàng. Có thể nguồn tiền mà các dịch vụ đổi tiền mới có được là do tích trữ từ các năm trước hoặc từ trong năm đợi tới thời điểm cuối năm, khi người dân có nhu cầu đổi tiền lì xì, những người tích trữ sẽ đem ra kinh doanh. Doanh nghiệp nhựa Việt Nam có nguy cơ bị mượn xuất xứ Tại buổi tổng kết năm 2019 của Hiệp hội nhựa Việt Nam VPA, đại diện của Hiệp hội này cho biết, hiện các doanh nghiệp nhựa Việt Nam đang bị doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mượn xuất xứ để xuất cảng nhựa sang các thị trường khác nhằm hưởng ưu đãi từ các hiệp định thương mại. Nếu tiếp tục để tình trạng này xảy ra, Việt Nam đứng trước nguy cơ cao sẽ bị kiện phá giá. Do đó, các doanh nghiệp trong nước cần chủ động kiểm soát và thông báo đến cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những trường hợp vi phạm. Thống kê trong năm 2019 cho thấy, sản lượng ngành nhựa của Việt Nam đạt gần 9 triệu tấn, tăng hơn 7% so với năm 2018. Số cảng nhựa vẫn tiếp tục tăng trưởng và tương ứng đạt 3,4 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, ngành nhựa Việt Nam hiện đang có dấu hiệu chững lại do xu hướng hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa không thân thiện môi trường. Hiệp hội nhựa dự báo kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất cập và rủi ro, đặc biệt là cuộc đàm phán giữa EU và Anh Quốc mới chỉ bắt đầu và dự báo rất khó khăn. Chuyển sang bản tin có liên quan đến giải trí cho biết, nữ diễn viên Cameron Diaz đã vừa chào đón sự ra đời của cô con gái đầu lòng. Nữ diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh Hollywood là Cameron Diaz đã vừa lên chức làm mẹ. Đại diện của nữ minh tinh nổi tiếng vòng thứ Sáu ngày 3 tháng 1 loan báo, Cameron cùng với chồng là Benji Madden đã chính thức chào đón sự ra đời của cô con gái đau lòng. Mặc dù không tiết lộ bất kỳ hình ảnh nào về đứa trẻ, nhưng Cameron cho biết con gái cô rất dễ thương. Em bé đã được đặt tên là Radius. Vợ chồng Cameron được biết đã kết hôn vào năm 2015. Thưa quý vị cũng liên quan đến dòng tin giải trí, bản tin tiếp theo cho biết là rapper Dababy đã bị bắt tại thành phố Miami. Nam ca sĩ nhạc rap từng được đề cử giải Grammy Dababy hiện đã phải đối mặt với nhiều rắc rối có liên quan tới pháp lý sau khi bị bắt vì tội danh đã thương người tại thành phố Miami thuộc tiểu bang Florida. Màn bắt giữ đã diễn ra vào ngày thứ Năm, ngày 2 tháng 1. Nguyên nhân dẫn tới màn ẩu đả được cho là bắt nguồn từ những tranh chấp tiền bạc giữa Da Baby và người bầu show. Rapper này có tên thật là Jonathan Kurt. Thế theo thỏa thuận, lẽ ra bầu show phải trả cho Kurt khoản thù lao là 30.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên, số tiền nhận được chỉ có 20.000 Mỹ Kim mà thôi. bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin buổi tối của đài truyền hình việt tv và radio chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo xin kính chào